mình sẽ đi bắt tắc kè nha. Đây rồi, có một con tắc kè màu gì đây, xem nào, xem nào, một con tắc kè màu hồng nha. Ui, một con tắc kè màu hồng nó đu bên cây nè, thấy thấy chưa. Rồi bắt một con tắc kè bỏ vô xô này, không bỏ vô xô anh. Rồi con tắc kè màu hồng nha, rồi bỏ vô xô, đi đi qua đây bắt con tắc kè khác đây. Đi qua đây không? Bên đây có một con tắc kè màu vàng nó bò lên cây nha. Thấy một con tắc kè màu vàng nó bắt màu vàng đó, con tắc kè màu vàng bò lên cây nha. Tắc kè màu vàng, ui rớt à, tắc kè rớt nè. Rồi bắt bỏ vô xô nhanh lên, rồi đi lên đây bắt tắc kè tiếp. Đây thôi, lên đây bắt tắc kè nha, bắt tắc kè tiếp nha. Đây rồi, có một con tắc kè màu xanh. Đây rồi, các bạn, con này nó ở trên cây cao này. Đây, yeah, con tắc kè màu xanh. Thôi, mình đi tiếp thôi. Đi bên đây, có một con tắc kè màu hồng này. Màu hồng nha, để ba coi được mấy con rồi. Đúng như được 4 con tắc kè rồi, đi. Rồi bên đây có một con tắc kè màu xanh nữa kìa. Đây rồi, một con. À, đi mình bị nhầm. Đây là một con khủng long màu xanh. Ui, khủng long màu xanh này. Khủng long màu xanh, bỏ vô. Ui, yeah. Rồi mình đi bắt con tắc kè khác thôi. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Ui, bắt con bồ câu luôn, bắt con bồ câu luôn, có nhiều con bồ câu, bắt con bồ câu luôn, bắt bồ câu luôn, con bắt bồ câu luôn, bắt bồ câu luôn. Ui, nó bay rồi. Có một con tắc kè màu vàng luôn, đúng không? Tắc kè màu vàng bò lên trái dừa nha, bò lên trái dừa nha. Một con tắc kè màu vàng bò lên. Tắc kè này nó định hái dừa nha. Bắt con tắc kè màu vàng nha. Dạ. Rồi xuống, bỏ vô. Một con tắc kè nha. Rồi, một con khủng long màu tím nè. Bên đây. Ui. Một con khủng long màu tím nha. Màu tím nha, mình bắt con khủng long màu tím bỏ vô nha. Yeah. Đi thôi.